đến phương Đông mình thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều tức là mình cảm thấy rất là ưng ý và ưng bụng luôn. Mình rất là cảm ơn những bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã tận tình chăm sóc về chữa cho cháu. Cảm ơn các bác sĩ ở đây rất nhiều là vì họ trẻ và họ phục vụ rất là tận tình và họ vui vẻ. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã và đang khẳng định được vị thế thương hiệu trong lòng khách hàng bằng chất lượng chuyên môn cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn 5 sao. Cùng với đó, Bệnh viện Phương Đông đã được trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng như Bệnh viện Xanh năm 2019, Bệnh viện Tiêu biểu vì Sức khỏe Cộng đồng năm 2020, Đơn vị Y tế Tiêu biểu trong phong trào hiến máu Blue Trắng Trái Tim Hồng năm 2021, bằng khen của Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, danh hiệu Top 10 Thương hiệu Mạnh ASEAN năm 2023. Đặc biệt ngày 24 tháng 8 vừa qua, Phương Đông tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam tại chương trình The Best of Việt Nam 2024 của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo. Đây là sự kiện uy tín được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là rất vinh dự, chính cái giải thưởng đó làm cho chúng tôi có một cái động lực vững mạnh để chúng tôi sẽ cùng với ban lãnh đạo bệnh viện để đưa bệnh viện ngày ngày một phát triển hơn. Chị cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được làm việc ở bệnh viện. Tôi và cũng như tất cả cán bộ nhân viên ở bệnh viện sẽ cố gắng đem hết nhiệt tình, trách nhiệm và khả năng của mình để phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng đến bệnh viện. Sau khi nhận được cái thông tin mà bệnh viện mình nhận được giải top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam thì thật sự là bản thân của mình thì cảm thấy rất là tự hào. Sau khi nghe tin Bệnh viện Đa khoa Phương Đông lọt top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam thì tôi cảm thấy rất là tự hào và đây cũng là một niềm động viên rất lớn lao cho toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện. Và đây cũng là một động lực để góp phần giúp cho nhân viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nỗ lực hơn nữa trong công cuộc điều trị và chăm sóc sức khỏe của người dân. Sắp tới, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ mở thêm rất nhiều trung tâm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Thêm một mốc son, thêm một lần khẳng định vị thế thương hiệu, giải thưởng Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2024 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tiếp tục phấn đấu, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao hơn nữa, đồng thời tạo thêm nhiều giá trị tốt đẹp vì một cộng đồng khỏe mạnh. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.